Thưa quý vị, theo chiến lược phát triển ngành ngân hàng cho đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam của chúng ta đặt mục tiêu có 2 đến 3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á. Tuy nhiên hiện tại thì điều này thì vẫn chưa thể hiện thực hóa, bởi lý do thì nhiều, nhưng mà yếu tố quan trọng nhất vẫn là bài toán tăng vốn điều lệ. Và theo đánh giá của chính phủ thì hiện tại Vietcombank là ngân hàng thương mại hoạt động hiệu quả nhất và có chất lượng tài sản tốt nhất. Giai đoạn 5 năm vừa qua, từ 2019 đến 2023, tổng tài sản của ngân hàng này đã tăng trưởng với mức bình quân từ 10,6% một năm đến 14,6% một năm. Tỷ lệ nợ xấu năm 2023 là 0,99%, kiểm soát dưới 1%. Lợi nhuận trước thuế bình quân giai đoạn 2021-2023 tăng 26% một năm. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản vốn chủ sở hữu ROA, ROE bình quân ở mức xấp xỉ là 1,6% và 23%. Nhưng mà để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, mở rộng quy mô cấp tín dụng và đáp ứng cho nhu cầu vốn của nền kinh tế, tài trợ cho các dự án trọng điểm, Vietcombank cần tăng quy mô vốn điều lệ.